Mến chào các em, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Hôm nay chị Bí Đỏ sẽ mở hai hộp đồ chơi mới các em. Chị Bí Đỏ sẽ mở búp bê trong bộ bikini và chậu tắm của búp bê Barbie các em. Đây là ngôi nhà của búp bê Barbie, mấy tháng trước chị Bí Đỏ đã giới thiệu rồi các em. Wow, ngôi nhà hôm nay có rất là nhiều người. Chúng ta hãy quan sát xem họ là ai nhé. Chúng ta có công chúa Rapunzel, công chúa tóc mây, tóc dài tới chân luôn. Nàng tiên cá Ariel đang mặc váy của công chúa Elsa. Ariel đang cầm một cái đồ nấu bánh cookie. Công chúa Anna và búp bê Barbie có khớp các em, chị Vy đã giới thiệu rồi. Và người đẹp Barbie của chúng ta đang ngồi trên toilet. Đây là cái toilet các em. Chị Bí Đỡ sẽ giới thiệu lại bộ này vì các bạn mới thì chưa có biết. À thì trong ngôi nhà này chúng ta có một cái toilet các em. Dễ thương quá. Và ở trên đây là một cái đèn treo tường. Một cái tủ đọc sách ha. Và cái tủ này cũng có thể làm thành cái giường các em. Chúng ta sẽ bật ra như thế này. Đúng rồi, đẹp quá. Chúng ta cũng có thể trải ra lên. Rất là đẹp các em. Tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát nhà bếp của Barbie. Đây là cái nhà bếp. Chúng ta có thấy những cái ngăn tủ ở đây, cái lò nướng ở đây. Trên đây chúng ta có một số chén, dĩa, nồi, một cái ấm nấu nước. Chúng ta còn có hai cái ghế các em. Búp bê Barbie sẽ lại trò chuyện với công chúa Rapunzel. Hi Rapunzel. Nàng tiên cá Ariel đang mặc váy của công chúa Anna. Một chiếc váy trang trí hoa văn rất đẹp. Và Rapunzel sẽ vào bếp nấu cơm. Chào các bạn, mình sẽ đi nấu cơm đây. Và công chúa Anna đang cầm một ly nước các em. Công chúa Anna sẽ lấy nước cho bạn uống. Rapunzel, bạn có muốn uống nước không? Mình mang nước cho bạn đây. Và búp bê Barbie cũng đang cầm một ly nước kem. Nàng tiên cá Ariel đang nấu cơm, không biết có nấu xong chưa đây? À, nấu chưa xong. Đã đến giờ các búp bê của chúng ta đi tắm kem, nhưng cái nhà này không có bồn tắm, cho nên chị Bí Đỏ sẽ mở cái bồn tắm mới. Đây là cái bồn tắm mới các em, chị Bí Đỏ nghĩ là nó rất phù hợp với ngôi nhà này các em. À, bồn tắm màu xanh ha. Chúng ta hãy mở ra nào. Màu xanh, các em có một cái vòi nước ở đây. Wow, chúng ta có thể để nước vào đây luôn các em. À, trong đây còn có một số xà bông. Để xem ha. À, đây là một cái khay đựng xà bông các em. Chúng ta có một chai xà bông, xà phòng. Chúng ta sẽ gắn vào đây. À, một chú vịt rubber duck để trong bồn tắm. Một chai sữa tắm. Ta gắn vào đây luôn ha. Đẹp quá các em. Và chúng ta sẽ đặt lên đây như thế này. À, còn một cái nữa. Đây là một cái thảm để trong nhà tắm có hình Barbie. Wow, đẹp quá, chị Bí Đỏ sẽ đặt ngay trên đây. Để Barbie vào nhà sẽ không bị ướt nha. Và chúng ta sẽ mở Barbie các em. Búp bê Barbie đang mặc bikini các em. Oh, dễ thương quá. Chị Bí Đỏ sẽ bắt đầu cho nước vào bồn tắm các em.
Wow, cái bồn tắm này rất là to các em, chúng ta cần rất là nhiều nước. Xong rồi, chúng ta sẽ đặt Barbie lên nha. Barbie ơi, bạn đâu rồi? À, Barbie đây các em. Barbie sẽ vào bồn tắm. Không biết có ngồi vừa hay không? Hay quá. Ngồi vừa các em. Búp bê Barbie đang tắm các em. Và chúng ta sẽ để cái này lên này. Rubber duck, Barbie sẽ chơi với rubber duck. Right here. À, búp bê đang tắm trong nhà cho nên chúng ta sẽ lấy cái mũ ra đi ha. Ta lấy nón ra. Barbie có mái tóc rất là đẹp, chúng ta sẽ gội đầu cho Barbie. Đây là chai xà phòng, chúng ta sẽ gội đầu nha. Xong rồi. Đây là chai sữa tắm, chúng ta sẽ tắm cho Barbie. Ta sẽ chà lên mình. Xong rồi, hay quá. Barbie chúng ta tắm rất là vui vẻ các em. Nàng tiên cá Ariel cũng muốn đi tắm luôn các em. Cũng sẽ muốn vào bồn tắm ha. Rapunzel, Ariel sẽ tắm luôn. Ariel sẽ ngồi đây đi. Đợi Barbie. Barbie tắm xong rồi các em. Chúng ta sẽ có một cái khăn. Sẽ lau người Barbie. Xong rồi. Và bây giờ Rapunzel sẽ vào bồn tắm nha. Ariel đang tắm kem cũng rất là đẹp. Rồi hai bạn này sẽ vô bồn tắm cùng một lúc luôn kem. Tắm chung một bồn tắm. Video của chị Bí Đỡ đến đây là hết rồi các em có thích video này không? Và nhiều video về đồ chơi búp bê Barbie và các đồ chơi khác ngay trên kênh Good Morning Việt Nam. Và đừng quên hãy giới thiệu video này đến tất cả các bạn của các em nhé. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.